10 cây cầu độc lạ bậc nhất thế giới. Cây cầu không chỉ phục vụ sự đi lại mà những cây cầu này còn được nổi tiếng bởi về hình dáng bên ngoài của chúng. Chính sự khác thường này nó đã thu hút rất nhiều du khách tham quan những cây cầu và khung cảnh kỳ vĩ của những cây cầu bắc qua. Hãy cùng top 10 huyền bí khám phá thế giới qua những nét đẹp kỳ quan của những cây cầu này bạn nhé. 1. Cầu Rồng ở Đà Nẵng, Việt Nam. Chiếc cầu có hình dạng giống như con rồng, uốn lượn tinh xảo nên được gọi là cầu rồng. Cầu rồng ở Đà Nẵng được coi là một trong những cây cầu kỳ lạ nhất trên thế giới. Không dừng lại ở cây cầu cứng nhắc, điểm nhấn của cây cầu trở nên độc đáo bởi vì cây cầu có thể phun ra nước trong 2 phút và có thể phun lửa trong 3 phút cùng với dàn đèn dưới chân cầu. Đèn hai bên cây cầu, đèn trên thân rồng tạo nên một bức tranh sinh động về đêm. Cầu Rồng dài 660m, rộng 37,5m, trở thành một niềm tự hào mới mang vẻ đẹp hiện đại, cũng thể hiện được kỹ năng xây dựng tài hoa và óc sáng tạo tài ba của con người Việt Nam. Cầu Rồng có kiến trúc độc đáo, mô phỏng hình con rồng thời lý, mạnh mẽ vươn ra biển, trở thành điểm nhấn quan trọng là biểu tượng kiến trúc của thành phố. Buổi tối, cây cầu mang vẻ đẹp vô cùng huyền ảo với hàng nghìn bóng đèn LED hình ảnh rồng vàng rực rỡ bay trên sông hàn hướng ra biển đông ngoài màu vàng chủ đạo cầu còn được thay đổi thêm màu bạc xanh lá xanh lam và vàng dương những màu sắc quen thuộc của con rồng dân gian việt nam sự chuyển động của rồng được minh họa bằng hiệu ứng sao trên dây văng cùng hình ảnh mây lam dưới dạ cầu phản chiếu trên mặt nước cả sao và mây được lập trình chuyển động nhẹ như là có gió thổi, tạo nên khung cảnh rồng xuất hiện trên nền mây lung linh, huyền ảo và cùng tạo sự gắn kết theo như truyền thuyết rồng luôn xuất hiện cùng với mây và gió. 2. Cầu Esama Ohashi ở Nhật Bản Cầu nối liền hai thành phố Matsu và Sakaminato. Điểm cao nhất của cầu so với mặt nước biển là 45m, cùng với tổng chiều dài của cầu là 1.700m. Bên cạnh cấu tạo độc đáo, chiều dài và độ dốc lý tưởng trong đó thì phần cầu là gần 1.500m, chiều rộng là 11,3m, được chia làm hai làn. Cây cầu trở thành một trong những biểu tượng của thành phố. Esima Ohashi được mệnh danh là một trong những cây cầu đáng sợ nhất trên thế giới, với độ dốc khiến cho du khách chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ. Trên thực tế, cây cầu này rất an toàn. Esima Ohashi mang dáng dấp rất là ấn tượng, tạo cảm giác như cây cầu nối thẳng từ mặt đất lên bầu trời, tựa như một bức tranh vẽ. Chính vì vẻ đẹp độc đáo này mà nơi đây thường được chọn là nơi quay phim quảng cáo trên truyền hình Nhật Bản và được biết đến rộng rãi trên toàn quốc. Cầu Eshima Ohashi còn có tên gọi khác là Beta Bumizaka. Beta Bumi trong tiếng Nhật có nghĩa là đạp mạnh nên gọi này nhằm ám chỉ, đây là con dốc cao, nên nếu không đạp hết ga xe ô tô thì không thể nào mà leo dốc nổi. Tuy nhiên, để leo lên con dốc này thì không chỉ là bằng ô tô mà có thể đi leo bộ. Và nếu không tự mình leo bộ thì sẽ không thể nào mà hiểu được cảm giác tuyệt vời khi mà ngắm nhìn phong cảnh từ đỉnh. Phong cảnh đêm ở đây cũng rất tuyệt vời. 3. Cây cầu Rolling ở London Anh. Cây cầu Rolling kỳ lạ ở chỗ là nó có thể cuộn tròn một bên khi cần thiết. Cầu bao gồm 8 khối tam giác cùng với hệ thống thủy lực trong lan can tạo thành một hình bát giác cuộn tròn. Khi nó mở ra, trở thành một cây cầu dài bằng gỗ và thép 12 mét. Cây cầu dành cho người đi bộ qua khu vực nhỏ ở kênh Ukraine Onion tại London, Anh. Sở dĩ được gọi là Rolling Bridge. Rolling có nghĩa là cuộn tròn, bridge là cầu là do cây cầu này có thể mở ra và cuộn tròn lại được. Thông thường, cây cầu sẽ được mở ra vào các ngày trong tuần và cuộn tròn lại thành hình bát giác vào những ngày thứ bảy, chủ nhật để tàu bè có thể dễ dàng qua lại. Nhiều tờ báo trên thế giới đã xếp cầu Rolling vào danh sách những cây cầu độc đáo nhất trên thế giới. Cha đẻ của thiết kế độc đáo này là ông Thomas Heathwick. Cầu làm bằng gỗ và thép, cầu được xây dựng để đi bộ qua khu vực nhỏ ở kênh Grand Union ở London, Anh. Điểm đặc biệt của cây cầu Rolling này là ở chỗ hệ thống thủy lực trong lan can cho phép nó con lại và cuộn tròn thành hình bát giác. Thiết kế cuộn tròn của cầu nhằm mục đích là cho thuyền nhỏ có thể đi qua được kênh Grand Union. Người ta thường cuộn cầu Rolling vào trưa thứ sáu hàng tuần, cây cầu sẽ được cuộn lại như là một cuộc nhào lộn trước sự ngưỡng mộ và trầm trồ của đám đông. 4. Cây cầu nước tại Hà Lan cây cầu nước ở Hà Lan là cây cầu khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy thì đều phải nín thở. Cây cầu lấy tự ý tưởng làm sao cho giao thông trên cạn và ở nước vận hành thông suốt của nhà kiến trúc sư thiên tài Valu Wamer Aweerd. Cây cầu có làn đường dành cho khách bộ hành, đặc biệt nó có hai bên đường đi bộ ở làn đường cao tốc. Phía trên cầu hàng loạt thuyền bè vận hành thuận lợi mà không cần lo ngại đến vấn đề tắc nghẽn giao thông. Đây là công trình vĩ đại phá vỡ mọi định luật vật lý, khiến cho cả thế giới phải sừng sốt. Cầu được xây dựng để kết nối vùng lục địa của Hà Lan với một hòn đảo nhân tạo, cho phép tàu thuyền dễ dàng đi lại hơn. Cây cầu độc đáo khiến cho thế giới phải kinh ngạc, dài 25m, rộng 19m và sâu 3m. Thiết kế độc đáo này đã giúp cho tiết kiệm nhiều chi phí thi công và phát huy tối đa hiệu quả của cây cầu nước, không làm cản trở giao thông. Sau khi quá trình lên ý tưởng và thi công Cầu nước Veluwemer, Hà Lan chính thức được đưa vào sử dụng vào năm 2002. Thời điểm đó, cả thế giới dường như nín thở khi mà chiêm ngưỡng công trình độc đáo có 102 này. 5. Cầu Slower Hop thành phố Leeuwarden, Hà Lan Cầu Slower Hop xây dựng vào năm 2002 với chất liệu sắt và thép, có hai tông màu xanh và vàng là chủ đạo cầu slower hop khiến cho người qua đường có cảm giác như họ đang sống trong thế giới của thế kỷ trong tương lai khi có tàu cỡ lớn qua sông một cánh tay thép của cầu sẽ nhấc mảng lớn lên trong không trung để mọi phương tiện có thể vượt qua một cách dễ dàng ngay sau đó cánh tay thép lại thực hiện nhiệm vụ hạ tấm đỡ xuống phía dưới quan sát thiết kế đặc biệt của cây cầu slayer hop có thể thấy thay vì sử dụng bản lề nâng hai bên như là những cây cầu sắt khác Cầu bay chỉ dùng một trụ cầu lệch về một bên chân cầu, dùng cánh tay vận hành bằng thủy lực để nâng hạ miếng nối giữa hai bên cầu. Ở thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày thì cầu nâng lên hạ xuống khoảng 10 lần, tùy thuộc theo lưu lượng đi lại của các phương tiện. Chính bởi sự độc đáo, không chỉ là phương tiện hỗ trợ, cầu Slayer Hoprah sớm trở thành điểm du lịch nổi tiếng khi mà du khách đến với thành phố Lào Qua Đen. Các vị khách đến đây thường lựa chọn thời điểm cầu nâng lên hạ xuống để chụp hình. Trong nhiều năm liền, cầu Spear Hop Track luôn nằm trong danh sách những cây cầu độc đáo nhất trên thế giới. Đây chính là một trong những địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở quốc gia này. 6. Chiếc cầu treo Langkawi Sky ở Malaysia. Bên cạnh những bãi biển xinh đẹp trải dài khắp hòn đảo, Langkawi còn có chiếc cầu treo trên không là một trong những địa điểm thu hút nhất các du khách du lịch. Cầu Langkawi Sky có chiều dài là 125m, chỉ đứng trên một trụ là một chiếc cầu treo giữa bầu trời với chiều rộng và bề ngang là 1.8m, cùng với hai bệ hình tam giác trên cầu dành cho du khách đi bộ thưởng ngoạn cảnh đẹp núi rừng. Chiếc cầu treo được xây dựng lơ lửng bắc qua hai đỉnh núi trên một hòn đảo ở độ cao là 82m so với mặt đất và 660m so với mực nước biển. Cây cầu Langkawi Sky cũng được bình chọn là một trong những chiếc cầu treo kỳ dị nhất trên thế giới. Có một điểm vô cùng thú vị ở người dân Langkawi tự hào nhất chính là Langkawi Sky Bridge, chiếc cầu trên mây ở Pantai Kok. Cây cầu được thiết kế rất ấn tượng với đường cong uốn lượn nằm trên đỉnh núi Mat Chin Kang. Toàn bộ cây cầu này chỉ được treo giữ bằng dây cáp và một trụ nghiêng, điều khiến cho bất kỳ du khách nào đặt chân tới nơi đây thì đều không khỏi kinh ngạc. Hai đầu cầu được đặt ở trên hai đỉnh núi có mái che, tạo thành một khoảng không rộng lớn cho mọi người có thể đứng ngắm cảnh hoặc là chụp ảnh. 7. Cầu Henderson, Singapore. Cây cầu Henderson là cây cầu đi bộ cao nhất tại Singapore với chiều dài là 36 m, cầu dài 274 m, rộng 8 m. Đây là cây cầu nối giữa hai công viên Mont Faber và Telok Blanga. Cầu có kiến trúc xoắn, đặc biệt là lấy cảm hứng sáng tạo từ hình ảnh con trăn khổng lồ. Mặt cầu làm hoàn toàn bằng gỗ, cây cầu không chỉ để cho người đi bộ mà nó còn có không gian cho người ta có thể ngồi thư giãn, thưởng ngoạn vẻ đẹp của công viên. Henderson Wave mô phỏng những ngọn sóng nhấp nhô uốn lượn ngoài biển khơi và xoắn dọc cả chiều dài cây cầu. Nhiều người đã mô tả rằng Henderson Wave giống hệt như một con rắn mềm mại đang trườn mình trên không trung. Toàn bộ mặt cầu còn được sử dụng bởi một loại gỗ đặc biệt không bị bào mòn bởi thời gian hay là thời tiết thất thương, khắc nhiệt của Đông Nam Á. Chính cấu trúc độc đáo có 102 này đã thôi thúc nhiều tay nhiếp ảnh và ham khám phá tới thầm thú. Thiết kế này đã giúp cho Henderson Way có các vòm thép tạo thành những hốc khuất và hốc hình vỏ sò giúp cho người đi bộ tựa lưng nghỉ ngơi giữa bóng dâm. Bạn có thể đi dạo trên cầu để tới với hai công viên sinh thái hoặc chỉ đơn giản là đứng trên cầu, hít thở không khí trong lành, hòa hợp với thiên nhiên sinh thái để xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. 8. Cầu Gatehead Millennium, Anh Cầu Gatehead Millennium ở thành phố Gatehead và bờ bắc bến cảng Newcastle. Cây cầu có tổng chiều dài là 126 mét, bao gồm thân cầu và giá treo xung quanh thân cây cầu được kéo lên trông như hai mí mắt, được gọi tên là cầu chớp mắt hay là cầu nháy mắt. Rất đông người hiếu kỳ đứng lại xem những khoảnh khắc mà cây cầu được kéo lên. Guess head chỉ là một cây cầu bộ hành bình thường bắc ngoang qua dòng sông Thai ở Anh. Nếu nó không có cấu tạo trông như hai mí mắt và đặc biệt gây ấn tượng với du khách lần đầu tiên nhìn thấy. Cầu nổi bật với hai đường cong mỹ miều, một chính là thân cầu, còn lại là giá treo toàn bộ cây cầu có kiến trúc đặc biệt này. Để tàu bè qua lại, tổ hợp cầu hoạt động để thân cầu cong kiểu parabol được nâng lên và tạo ra khoảng không bên dưới. Khi mà thân cầu được kéo lên, người ta thường ví như là hai mí mắt của con người đang chớp. Cầu được 6 piston thủy lực có đường kính là 45cm, điều khiển chia đều cho hai bên. Mỗi piston này hoạt động nhờ motor 55kW. Tàu và thuyền thấp hơn 25m có thể đi qua ở bên dưới mất khoảng 4 phút rưỡi để cây cầu có thể được nâng lên ở độ nghiêng là 40 độ tùy vào sức gió. 9. Cây cầu Orisan Cây cầu Orisan là sự kết hợp giữa một cây cầu dài văng dài 8 km và một đường hầm dưới biển dài 4 km. Cầu Orisan nối giữa thủ đô Copenhagen của Đàm Mạch và thành phố Manmo của Thị Điển. Khi mà nhìn thấy hình ảnh cây cầu, bạn sẽ thấy kỳ lạ, pha chút ngạc nhiên khi mà thấy đột nhiên cây cầu biến mất giữa lòng biển khơi. Orison có bốn làn xe trên đường bộ và đường dành riêng cho tàu hóa. Cây cầu Orison trở thành biểu tượng ngoại giao của Đan Mạch và Thụy Điển. Tất cả những thiết kế ở trên cầu đều được hoàn thiện trên đất liền, sau đó thì vận chuyển ra biển bằng hệ thống cần cầu nổi rất lớn. Chỉ có những cột trụ lớn mới được dựng tại chỗ. Hệ thống dây văng trên cầu cũng trải dài gần 500 mét. Và vì thế nên đây mới được biết đến là cây cầu dây văng lớn nhất thế giới và là cây cầu đường bộ kết hợp với đường sắt lớn nhất châu Âu. Cây cầu khi lặn xuống biển không hề lơ lửng như bạn nghĩ đâu, mà nó chạy tiếp vào đường hầm dài hơn 4 km trên một hòn đảo nhân tạo dưới eo biển Flint. Đảo nhân tạo Pebble Home được xem như là một điểm nhấn của cây cầu đặc biệt này. Nguyên liệu để làm lên đảo được tạo nét từ đáy đại dương. 4 km đường hầm dưới đáy biển cũng được hoàn thiện trên đất liền, sau đó thì mới hạ thủy bằng một rãnh lớn đào dưới biển. 10. Cầu phun nước Banpo Hàn Quốc. Cầu phun nước Banpo là cây cầu kỳ ảo bắc ngang qua sông Hàn ở Seoul, Hàn Quốc. Cầu Banpo được thiết kế độc đáo với 38 máy bơm và 380 vòi phun hai bên thân cầu có thể bơm 190 tấn nước từ sông Hàn trong vòng 1 phút. Hai bên thân cầu dài 1.140m cùng với 10.000 đèn LED tạo nên 200 màu sắc bắn ra những tia nước tuyệt đẹp, tạo nên khung cảnh đài phun nước lung linh huyền áo. Cầu phun nước Ban Po còn được gọi là cầu vồng ánh trăng. Đứng bên bờ sông Hàn hay là trên tòa nhà cao tầng về đêm, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh cây cầu phun nước tuyệt đẹp này. Cầu phun nước Banpo được xây dựng vào năm 2009. Cây cầu mang sứ mệnh vô cùng lớn lao của thành phố Seoul bởi vì đài phun nước trên cầu Banpo này đã nâng vẻ đẹp của thủ đô lên một tầm cao mới và thành phố tự hào về sự thân thiện với môi trường khi mà hoạt động của vòi phun Banpo là sử dụng nước bơm lên đài phun lấy từ sông Hàn và chảy ngược về chính sông Hàn. Đây là một công trình khá cầu kỳ và đầy ngưỡng mộ với thiết kế độc đáo, vẽ ra những giải màu nước dài tới 43 mét theo chiều ngang. Sắc màu nhảy múa cùng với nhạc nước tạo nên khung cảnh vô cùng lung linh huyền áo. Chính vì vậy mà cây cầu phun nước Banpo được lập kỷ lục Guinness ghi nhận là cây cầu có đài phun nước dài nhất trên thế giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Bạn nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hãy cho mình ý kiến ở phần bình luận nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share video, nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và quả chuông thông báo bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ Top 10 huyền bí nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.